Vận đen kéo tới, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng làm rõ tin đồn đi ba. Sợ lắm, nhỏ lớn nhỏ không đi ba. Sợ. Chiều tụng kinh, chiều có tụng kinh tối là tụng kinh mà đánh áo lam mình ba quay. Mày không có đi ba. Bị tố để vợ đi làm thêm nhiều công việc, đứa con cho ông bà ngoại giữ. Nói thì mẹ nói đâu. Nói cho mày nói đó. Mày đẻ chục đứa tao cũng giữ nữa. Bao nhiêu đứa không tống nữa. Giọng mày để dưới đây, kinh nghiệm luôn. Lê Dương Bảo Lâm hay còn gọi là Lê Minh Ho Đồng Nai. Anh được mọi người yêu mến qua những vai diễn hài hước và sự duyên dáng của anh. Chính vì thế, nam diễn viên cũng tranh thủ thời gian này nhận show và kiếm thêm thu nhập để chăm sóc gia đình nhỏ. Được biết, thu nhập của nam diễn viên lên đến 3 tỷ đồng, giúp anh xây dựng được căn nhà khang trang. Nhưng chắc có lẽ đối với Quỳnh Quỳnh là chưa đủ nên cô vẫn mặc kệ mà tiếp tục công việc buôn bán, kinh doanh của mình đến nỗi vừa chăm con vừa làm việc. Trên các diễn đàn đăng tải bài bóc phốt Lê Dương Bảo Lâm có thái độ không tốt với gia đình nhà bà xã, đặc biệt Quỳnh Quỳnh. Tài khoản đăng tin cho hay, họ vô tình bắt gặp vợ nam diễn viên bán hàng trong siêu thị. Người này còn nói lại lời mẹ vợ Lê Dương Bảo Lâm nói với mình. Lâm ở nhà dạy vợ phải lên truyền hình nói tốt thế này kia, chỉ nói ở nhà lai bán hàng chứ đừng nói làm nhân viên ở siêu thị. Người tung tin còn khẳng định Lê Dương Bảo Lâm sống vô tâm, con cái đưa hết cho gia đình vợ nuôi. Trước ồn ào không hay, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đồng loạt lên tiếng trên livestream để nói rõ sự việc này. Anh đã hỏi thẳng mẹ vợ, người ta nói mẹ vợ nói rõ ràng, mẹ khẳng định Quỳnh Quỳnh cam chịu, sợ chồng. Bây giờ mẹ phải lên tiếng giải thích cho con. Sau đó, mẹ vợ của Lê Dương Bảo Lâm tỏ ra rất ngỡ ngàng và nhanh chóng đáp lại. Là mẹ gửi mail cho chương trình rồi, mẹ chúng ai hết trơn á. Chơi ai đâu nói. Mẹ giải thích đi. Không, mẹ không có chơi ai hết. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm và vợ cùng đồng loạt phủ nhận thông tin tiêu cực. Như anh còn hài hước trêu chọc vợ làm nhân viên siêu thị lương 4,5 triệu tháng. Tháng này lãnh lương đưa chưa? Hai vợ chồng đối đáp qua lại, khéo léo phủ nhận những thông tin bịa đặt về gia đình mình trên mạng xã hội. Tôi xin lỗi, kể từ nay tôi sẽ yêu thương vợ tôi. Tôi không bắt vợ tôi đi làm siêu thị hay công nhân nữa. Vừa lòng cộng đồng mạng chưa? Hay là mọi người muốn như thế nào đây? Về phía Quỳnh Quỳnh, cô cũng cho biết bản thân vẫn yêu thích công việc kinh doanh tại nhà, không quan tâm đến chuyện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc ông xã bị chỉ trích khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Tôi không hiểu nổi cái hình nói tôi đi làm siêu thị ở đâu ra. Thiệt tình, sao cứ có nhiều người nói tầm bậy tầm bạ xong ai không biết rõ chuyện sẽ vào chửi chồng tôi. Tội nghiệp chồng tôi lắm. Chồng tôi làm sao nỡ để tôi làm như vậy để bôi xấu hình ảnh chồng tôi. Mọi người phải hiểu rõ nguyên nhân chứ sao cứ vào chửi chồng tôi. Mình không có chắc chắn được chuyện gì. Nha mọi người ơi, cho nên mọi người đừng la, đừng chửi Lâm nữa. Thì sợ em vô em đọc những cái comment cũng thấy không chịu nổi luôn á. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm còn bị réo vào tin đồn đi ba trước sự việc kể trên. Nam diễn viên đã lên tiếng nói rõ về ồn ào. Anh phủ nhận chuyện đi ba. Tôi lo đi làm, phụ vợ chứ tiền đâu mà đi ba. Hôm qua tôi về thăm ba tôi thì có. Cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm ở tuổi 34 có thể nói quá đầy đủ mọi thứ khi có bà sẽ là hậu phương vững chắc và sự nghiệp thăng hoa. Lê Dương Bảo Lâm dù bận rộn công việc nghệ thuật, nhưng những khi rảnh rỗi anh cũng phụ giúp bà xã livestream bán hàng. Còn bạn nghĩ sao về Lê Dương Bảo Lâm cùng chia sẻ cho Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.